Được mệnh danh là bóng ma, máy bay ném bom B-2 Spirit thống trị bầu trời hơn 20 năm qua với thiết kế đặc biệt khi nó gần như vô hình trước các loại radar phòng không. Không những thế, chiếc máy bay này cũng là mẫu máy bay ném bom đắt nhất thế giới với giá trị mỗi chiếc lên tới 2 tỷ đô la Mỹ. Là sản phẩm từ thời chiến tranh lạnh, ban đầu thiết kế của B-2 Spirit hướng đến mục tiêu xuyên thủng hệ thống phòng không của Liên Xô cùng với khả năng mang theo cả vũ khí hạt nhân và thông thường. Tuy nhiên, thời điểm chiếc máy bay có thể cất cánh lần đầu tiên lại là năm 1989 khi bức tường Berlin sụp đổ kết thúc chiến tranh lạnh. Nói cách khác, mục tiêu ra đời của những chiếc B-2 đã lùi vào dĩ vãng. Mặc dù vậy, thay vì trở thành một dự án chết, những chiếc B-2 đầu tiên vẫn được chuyển giao cho không quân Hoa Kỳ vào năm 1993 cho căn cứ không quân Whiteman ở Missouri. Và sau hơn 20 năm hoạt động, chưa có một chiếc B-2 nào thiệt hại trong chiến đấu. Và cho đến nay, thiết kế của mẫu máy bay này vẫn là tài liệu tối mật của Hoa Kỳ. Đó là một sản phẩm thời chiến tranh lạnh, nhưng cũng là sản phẩm của một bước đột phá công nghệ lớn trong việc thiết kế một chiếc máy bay để tàng hình. Nó thực sự là một máy bay độc đáo, hoàn toàn không giống với bất kỳ máy bay nào đã từng được thiết kế. Với thiết kế cánh bay độc đáo, chiếc B-2 không có thân máy bay xác định, không có đuôi và bề mặt nhẵn. Nói cách khác, trước các loại radar phòng không, chiếc B-2 trông nhỏ như một con chim vô hại. Vì thế dễ dàng trốn tránh các lực lượng phòng không của Nga, cả tên lửa đất đối không và máy bay chiến đấu hàng đầu của nước này. Ngoài ra còn có các lớp phủ và vật liệu hấp thụ radar và bạn không thể nhìn thấy cái động cơ của nó vì chúng được giấu trong phần phía sau để tránh tạo ra bất kỳ dấu hiệu nhiệt nào. Yếu tố khác giúp tạo nên sự vô hình của B-2 chính là nó cực kỳ yên tĩnh và chỉ có thể nghe thấy khi nó bay qua đầu. Tuy nhiên, điểm yếu của B-2 nằm ở khâu bảo trì. Thậm chí, đây là chiếc máy bay cần sự bảo trì ở mức độ cao nhất còn tồn tại trên thế giới ngày nay. Cụ thể, với mỗi giờ bay, chiếc B-2 cần hàng chục giờ phục vụ và bảo trì, đặc biệt là lớp vỏ mỏng manh vốn có tác dụng tăng khả năng tàng hình nhưng phải thường xuyên bảo quản ở nhiệt độ mát mẻ trong nhà chứa có máy lạnh. Thêm vào đó, hiện mới chỉ có 21 chiếc B-2 được chế tạo, vì thế chi phí của nó lên tới 2 tỷ đô la Mỹ một chiếc, trong đó bao gồm cả chi phí liên quan tới nghiên cứu và phát triển từ cách đây 20 năm.